chào mừng các bạn trở lại với kênh Cooly TV. Tiếp tục là cái game King of Rap. Đây là phiên bản PC nha các bạn ơi, phiên bản máy tính đó. Giờ mình sẽ chơi thử coi coi có hay hơn phiên bản trên điện thoại không. Rồi mày đứng luôn, lắc lắc, chơi lắc một tí thôi. Rồi bây giờ là mình con cua màu đỏ đây, có hai con mắt đưa lên kìa, mình cắn con cua nhỏ nè. Giữ con cua nhỏ là cắn. Ý có hộp quà kìa, đi qua lấy hộp quà. Đi nè, đi từ quá tí, con này cắn hoài. Rồi với lại lấy hộp quà thôi. Khá nghiền lắm, vàng quá trời luôn. Ý có những người bạn chơi kìa, bạn Rapa, bạn Rapa đang cắn mình kìa. Bự quá, bạn hay bự không chạy thôi. Có bạn Tim nữa. Có con cua đỏ màu nhỏ nè, cắn nó ha, là cái gậy, đánh nè. Xong một bạn tiêu đời. Thêm một bạn nữa, mình đang có vũ khí trong tay đó. Rồi xong mất vũ khí luôn. Phiên bản máy tính đó, nó đẹp hơn phiên bản mobile các bạn ơi. Mình đang có cái cây nè, lần lần sử dụng nữa. Bạn ra ba hả, mình đang có vũ khí là cắn bạn luôn nè. Cho bạn xong đời luôn. Ơ đừng có ăn, đừng có ăn. Ơ bạn có cái cây kìa. Mình lật ngược tình thế là mình đẩy bạn ấy ngã ngửa lên và mình đã thì thịt luôn bạn ấy. Bạn Gian nè, đi theo đuổi theo bạn Gian, cắn cắn cái cắn, cắn. Mày chạy nhanh quá à, chạy xuống nước hả, đâu mà trốn được, dí tới cùng luôn. Cắn là cắn là cắn là combo. Nó chạy mà xong. Thì được 2 kill rồi. Thêm một bạn bé mắm ngọt. Bấm ủa ai vậy, ai bắn súng mình vậy, rồi xong tiêu đời mình luôn. Hồi sinh. Có bạn bé mắm ngọt nữa nè. Vậy đâu bạn ơi, cắn bạn đã cắn bạn bé mắm nè. Cắn bạn bé mắm nè. Còn bạn kia tên Thái Lan kìa. À có rùa con, cắn rùa con luôn. Bé mắm vẫn còn hả, cắn tiếp nè. Chạy đâu cho thoát, mình bự hơn, bắt mẹt luôn. Chạy đâu cho thoát, chạy nữa kìa. Sao hết máu rồi chạy. Đuổi theo vua cua, bạn vua cua nhỏ xíu mà là vua gì, nhỏ xíu mà là vua. Đuổi theo không phải chạy đâu, xuống nước trốn hay định trốn dưới nước hả, không phải dễ đâu. Xuống đi địa bàn rồi xong. Mấy con cua, à mấy con tôm, con tôm Alaska. Ôi ôi bé bé đầy máu rồi kìa, ghê thiệt, chứ mình bự hơn, mình không sợ đâu. Đuổi theo tới cùng luôn, đừng có chạy nữa, đầu hàng đi. Bé chạy nhanh quá à, nhỏ chạy nhanh quá à. Mình dí không kịp rồi, làm cái búa nè, chắc rìu có rìu và quay lại. Mình sẽ thịt con tôm Alaska. Sao nhanh gọn. Trời ơi tôm Alaska vừa bự quá trời luôn. Tôm hùm Alaska. Bé mắm, bé mắm nè. Xong bé mắm luôn. Được 3 kill rồi. Ý con tôm bự quá. Chạy thôi. Tôm này chạy. À ăn được. Quên quên. Ôi không được không được rồi. Nó mạnh quá. Nó có cái mũi tiên tại hay gì đó. Mạnh quá. Ôi cầm con dao luôn kìa. Con cua bự cầm con dao luôn. Các bạn ở đây, bạn Tú cắn luôn. Ôi con cua này bự quá à. Thôi đi thôi đi thôi, nguy hiểm quá. Giờ mình chỉ dí theo bạn này. À con ốc bụng hòm nhỏ, cắn luôn nè, hết máu rồi mình thịt luôn. Một bạn nữa. Yeah. Mình hạng 28 nha các bạn. Đánh lén được 2 bạn luôn. À bạn này chạy rồi, giờ chỉ được 1 bạn thôi. Hạng 29 rớt hạng rồi các bạn ơi. Đuổi theo. Đây là game King of Rap nha mọi người. Trời ơi, con cua mặt quỷ kìa. Con cua mặt quỷ ghê quá à. Nó một tím luôn, đang cắn mình cái mình hết máu. Chạy thôi. Buổi tối tới và địa bàn của mấy con tôm mũ ni. Mấy con tôm mũ ni này nguy hiểm thật, bự thật, sống thành bầy luôn á. Mình chạy ra thôi, nguy hiểm lắm.
dốc đai, dốc đai. Rồi bạn có vũ khí hèn chi. Rồi lén được một bạn hết máu. Quay lại nào, bạn có vũ khí trong tay kìa. Bạn dốc đai đang bị đánh dữ dội. Ôi chạy 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 hết máu rồi, bị con cua bự nó cắn. Bạn boss đó bạn có cái con dao kìa, nguy hiểm lắm. Trời, lén rồi. Bạn Tông Hạo ơi, bạn đừng đánh mình mới vừa hồi máu đó nha. Nè, 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 con bị tiêu với mình nè, 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 cố lên. Yeah, thành công. Định cắn lén mình, à có một bạn treo máy hả, bạn này tên Thái Lan, không biết tên. Đọc cũng được. Mình cắn luôn. Mình lên hạng 24 rồi mọi người ơi. Bạn Tông Hạo nè, ôi, bạn có con dao kìa, bạn đẩy mình kìa. Ghê thật. Mình cương quyết rồi, mình đánh luôn. Nè, một bạn nè, bạn này định ăn lén, đánh lén hả? Bạn à hả? Xong. Mình tiếp tục hành trình mình lên hạng tiếp, mình đã hạng 17 rồi. Yeah. Đây là địa bàn, cục đá là địa bàn của những con cua con, kẹt mình quá trời luôn. Mình đỡ không kịp. Quá trời luôn, 4-5 con, chạy, nguy hiểm quá. Lượm được cái chai. Thịt được một bạn rồi. Công Hạo nữa nè, bạn thêm bạn Công Hạo nữa. Cắn luôn. Trời ơi, bán là máu kịp đúc kìa. Lên cho bạn ấy á. Đi thôi. Game này hay, like share và đăng ký kênh Cooly TV nha. Trời ơi, con cua bự quá à, con cua bọc giáp thép luôn. Đáng sợ thật. Phun lửa luôn kìa, con cua nó biết phun lửa luôn. Trời ơi, lãnh địa của con con, mấy con cua con mà bày luôn, nó cắn mình hồi máu không kịp. Nguy hiểm quá. Cắn ở đây á, được có 70 điểm mà nó cắn mình lại hả, quá trời luôn. Rớt máu quá trời luôn, nhưng mà chắc phải đi ra cục đá rồi thôi. Mấy con cua nhỏ mình khó kẹp lắm. Cắn con cua xanh. Thích con cua xanh luôn, kẹt kẹt. Chạy đâu nhanh quá vậy, bạn này xa đâu. Xa đeo mi. Này đây chạy nè. Cái nữa còn một cái nữa, yeah, thành công. Lên hạng 16 rồi. Cắn con ốc bự hồn. Con mình biết tơ tôm kìa, biết tơ tôm lên mình cắn lén mình kìa. Chạy thôi, lắc quá, chạy. À, làm cái cây. Làm cái cây nào, đi qua đây. Đặt bạn biết tơ tôm nè. Ôi, tài tử Hồng Kông. Bạn cái bự quá vậy, chạy mọi người ơi, chạy. Ây da. Chạy tụt quần luôn. Ôi, rồi xong tiêu mình rồi, tiêu mình. Ơi, may quá, mình lật được cái chai mà mình cầm bắt lại. Ôi, con cua mặt bỉ nó bự quá, nó cắn mình đỡ không kịp luôn. Ai con tôm, anh có buồn hồn, con này có buồn hồn mà. Hãy hồi sinh lại thôi, mình đã lên được cấp 8. Yeah, lên cấp 8 rồi nha mọi người. Đuổi theo. Cắn nè, thành công. Cầm cái xích ngầu chưa? Phải cầm cái bàn tay nè. Xích đấu với bàn tay. Cố lên. Trời ơi, lật ngửa luôn rồi, xong nổ luôn, thua cuộc. Các bạn ơi, các bạn thấy game này hay, nhớ like, share và đăng ký kênh Cooly TV nha. Đây, nãy cắn mình nè, cắn lại nè. Lãnh điện con nhện. Lãnh điện của nhện. Mình đang rớt vào lãnh điện của nhện. Nhện quá trời luôn, nhện con quá trời luôn. Mình lên hạng 7 luôn rồi, mừng quá. Lụm cái dừa.
chạy đâu không cho ai chạy hết. Bây giờ mình sẽ làm chúa đảo ở đây, những con cu con rồi ăn hết. Mình đã bự lên rất là nhiều rồi nha các bạn, nên hạng 7 mà bự rất là nhiều. Ây da, con nó có cái bàn tay với giả mình hết, gần hết máu luôn. Trời, xuống lửa, chạy xuống lửa, cứ bự tới rồi, thôi bánh xét luôn. Các bạn ơi, lần sau mình sẽ chơi tiếp nha. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh Cu Lì TV. Rồi bị phun lửa, tiêu đời mình luôn rồi. Mình chỉ được hạng 7 thôi. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Lần sau mình sẽ chơi tiếp.